Ấy, suốt ngày ngồi văn phòng, gõ gõ bàn phím tiếp nhận mấy cuộc gọi âm binh, chán muốn chết luôn à. Sao? Ăn mấy muốn thấy ngon không phèn? Nó cay gì đâu mà tàn nhẫn, nó cay hí ớn luôn, nó cay vô nhân hậu, cay không chịu nổi, cay lột lưỡi luôn nè. Ê, vậy có cách nào cho nó bớt cay được không? Chứ để vậy sao vô hát karaoke được chai nổi, để giờ buồn lắm chịu nổi đâu. Hả? Mới vừa nhắc luôn à. Alo? Anh ơi, cái miệng em cay quá. Chú cứ kiếm gì liếm vô là hết cay à, bay nha. Đó, suốt ngày không chuyện này cũng chuyện kia. Tao bón cũng gọi điện, tiêu chảy cũng gọi điện, nghỉ không được cũng gọi điện nữa. Làm cái nghề trực điện thoại này hoài chắc chết quá. Chắc phải kiếm công việc khác gì làm thôi. Kiểu này chắc vô nhà thương điên. Nè, ăn đi sẹn. Quăng xuống. Sao ăn hoài cũng được à? Hả? Ủa kỳ vậy? Không được thì thử miếng này nè. Miếng khác nữa coi. Nè. Hình như nó bị dướng vậy trời, ăn được. Giải thích giùm coi. Alo, ăn không được hả? Đập cái bàn luôn đi. Trời, nghĩ sao quan độ ăn trên mặt bàn mà nó lại ăn từ hướng dưới của mặt bàn mới ghê chứ. Có kiểu này bỏ việc luôn đi ăn xin. Bà con cô bác xa gần rủ lòng thương cho luôn xin một miếng gì đó lót bụng, một mẩu bánh mì khô, một tô cơm sườn nữa là đủ. Từ sáng giờ cứ lết cả muốn ra cái hòn giái luôn mà cũng chưa có miếng gì ăn hết. Thôi mày đừng có xạo nữa luôn, mọi người ở đây ai chẳng biết mày đang diễn. Trời ơi, người ta đang làm ăn mà ông cứ tưới chọt. Sao làm ăn được? Mày kiếm nghề gì đó lương thiện mà làm, đừng có ba xảo ba láo gì nữa, tội chết. Vậy chứ nghĩ công việc văn phòng bây giờ chứ có ý tưởng rồi đi ăn xin thôi, chứ biết làm gì bây giờ nữa, chỉ đi. Bây giờ ngoài ý tưởng đi ăn xin ra mày còn ý tưởng gì nữa không? Ý tưởng của Lu thì vô biên. Nếu như bây giờ mày có ý tưởng khởi nghiệp khác thì hãy viết một bài viết gửi tới Startup Now. Nếu như có ý tưởng tốt, họ sẽ hỗ trợ khởi nghiệp và chính tác giả cũng sẽ cùng tham gia khởi nghiệp tại Startup Now. Có các tiến sĩ, thạc sĩ giúp mày định hướng quá trình khởi nghiệp hiệu quả nhất. Có nhớ chưa? Nhớ rồi. Thôi đứng lên nghe, mỏi chân quá. Thì đứng lên đi, mày diễn dữ quá. Nói thiệt chứ Lu cũng đâu muốn làm ba cái nghề lừa đảo này đâu. Cũng bởi vì xã hội ép Lu mà thôi. Thôi Lu đi tới Startup Now đi. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.